cùng anh chị em. Tin mừng Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa Thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em." Đó là lời Chúa. Thưa bà anh chị em, ngày hôm nay Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, nếu tính theo giờ của người Do Thái là vào ngày thứ sáu, đầu ngày thứ sáu. Và như vậy Chúa Giêsu đã cử hành cái việc kỷ niệm dân Israel thoát ách Ai Cập để mà đi vào cái đất nước tự do mà Thiên Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Nhưng mà Chúa Giêsu đã biến đổi cái lễ kỷ niệm này thành một lễ tưởng niệm. Mà sau này, mỗi một lần chúng ta dâng lễ ở bàn thờ này là chúng ta cử hành việc Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Như là Chúa Giêsu chết và sống lại cách đây 2000 năm ở đồi Golgotha, ở ngôi mộ trống sau cái đồi Golgotha đó. Như vậy thì Chúa Giêsu đã biến đổi cái bữa tiệc vượt qua kỷ niệm của người Do Thái, gồm có 4 chén rượu, gọi là 4 tuần rượu, theo cái nghi thức rất là thánh của dân Israel để cảm tạ Chúa, gọi là cái nghi thức của cái việc chúc tụng và tạ ơn. Thì 4 chén rượu đó, thì sau chén rượu khai vị thì dân Do Thái ăn rau đắng, rồi đến bữa tiệc rượu thứ hai thì Chúa Giêsu ăn bánh không men với thịt chiên nướng. Nhưng mà sau khi đã ăn bánh thịt chiên nướng, Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh rồi bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: "Đây là mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em."
Đây là mình thầy, theo Thánh Phaolô thì nghĩa là hiến tế vì anh em. Để nói lên chính Chúa Giêsu Kitô tự nộp mình, chấp nhận cái chết để mà ban ơn tha tội cho chúng ta. Thế rồi sang tuần rượu thứ ba, Chúa Giêsu đã biến đổi cái chén rượu kỷ niệm ngày xưa đó của dân Israel đó. Bây giờ Chúa biến đổi nó thành một cái giao ước mới. Giao ước cũ mà Chúa thiết lập với Môsê thì lấy máu chiên, máu bò rồi dậy lên bàn thờ, cái những cái đá tảng để làm bàn thờ, rồi dậy lên trên dân chúng vân vân. Thì bây giờ không còn phải là máu của một con vật, mà Chúa Giêsu nói đến chính máu của Ngài là con chiên vượt qua. Không còn phải là hoa quả hay là con chiên, con bò hay là con heo, con gì đó là đồ cúng nữa. Không, bây giờ Ngài chính là của lễ hiến tế để mà dâng lên Thiên Chúa Cha mà xin ơn tha tội cho loài người chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu đã nói rằng đây là chén máu thầy, máu giao ước, chén giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho anh em và muôn người được ơn tha tội. Như vậy trong ngày thứ năm tuần thánh, hay đúng hơn vào đầu ngày của thứ sáu của người Do Thái, thì Chúa Giêsu đã thiết lập mầu nhiệm bí tích thánh thể. Đồng thời cùng một lúc, bởi vì ngay sau khi Chúa Giêsu đã ăn bữa tiệc thánh thể với các môn đệ rồi, thì Chúa Giêsu đi vào vườn cây dầu mà cầu nguyện tha thiết với Chúa Cha, xin Ngài cất cái chén đắng này cho con, nhưng xin theo ý Cha mà thôi. Và rồi Chúa Giêsu đã bị Judas và quân lính của các thượng tế đến để bắt Đức Giêsu, rồi đưa đi để đánh đòn và cuối cùng là chịu đóng đinh và ngày sống lại. Cho nên mầu nhiệm của cái bữa tiệc, tiệc ly, bữa tiệc vượt qua, bữa tiệc thánh thể và mầu nhiệm của cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu là một, không tách rời được. Và như vậy chúng ta đã đi vào trong cái mầu nhiệm của một cái không phải là cuộc kỷ niệm mà là một cuộc tưởng niệm mà Chúa Giêsu được hiện tại hóa nơi mầu nhiệm của khổ nạn và phục sinh của Chúa ngay trên bàn thờ này. Cho nên khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa là chúng ta đón nhận lấy chính con Thiên Chúa làm người đã chịu chết và sống lại để đem lại cho chúng ta tình yêu và sự sống của Thiên Chúa. Và vì vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng trong ngày của thứ năm tuần thánh này, trong cái bữa tiệc ly đó, Chúa Giêsu đã thiết lập chức tư tế. Chức tư tế, cái chức tư tế này gồm có chức tư tế của những người lãnh nhận bí tích rửa tội và chức tư tế thừa tác, có nghĩa là chức tư tế mà Chúa trao ban cho các tông đồ, các giám mục và linh mục để mà cử hành cái việc dâng hy tế lên cho Thiên Chúa hằng ngày, mầu nhiệm Chúa chịu chết và sống lại, như là một cái sự tạ ơn, như một lời chúc tụng, như là cái ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Vì thế như sáng hôm nay Đức Tổng Giám Mục có nhắc đến cái việc ơn tư tế là cái ơn mà dành cho tất cả mọi người tín hữu khi mà chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Thì chúng ta đã lãnh nhận cái chức vụ thánh, đó là dâng hy lễ của cuộc đời của chúng ta hiệp với hy lễ của Chúa Giêsu trên cây thập giá, để rồi chính cái cuộc đời của chúng ta và mỗi người chúng ta là của lễ dâng cho Thiên Chúa, và chúng ta cũng chính bản thân mình cùng với Chúa Giêsu Kitô dâng cái hy tế cuộc đời mình lên cho Thiên Chúa. Không phải là cần thiết phải hoa quả cúng kiến này kia, mà là chính đời sống chúng ta, cái đời sống bác ái, cái đời sống hy sinh, cái đời sống từ bỏ của chúng ta là những cái của lễ dâng lên cho Thiên Chúa, bởi vì đó là chính là đời sống của mỗi người chúng ta. Cho nên
Ngay cả Đức Tổng cũng nhắc đến các linh mục không phải chỉ là cử hành cái việc đi lễ với tư cách là một cái chức thánh linh mục, nhưng mà cái chức tư thế của linh mục cũng khởi đầu từ bí tích thánh thể, từ bí tích rửa tội. Bắt đầu khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, dù các linh mục cũng vậy, cũng phải sống cái mầu nhiệm bí tích rửa tội như các tín hữu, chỉ là được chọn để làm cái công việc dâng hy lễ lên cho Thiên Chúa mà theo cái tác vụ mà thôi. Vì vậy thưa ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta hiệp thông với tất cả giáo hội trên khắp thế giới để chúng ta dâng lên hy lễ của Chúa Giêsu Kitô, và cũng là hy lễ của mỗi người chúng ta, của các linh mục, nhưng mà trước hết là của dân Thiên Chúa. Bởi vì Hội Thánh được Công đồng Vaticano thứ hai đã định nghĩa Hội Thánh là dân Thiên Chúa, chứ không phải Hội Thánh định nghĩa là giám mục linh mục, không phải, mà Hội Thánh trước hết là dân Thiên Chúa, rồi mới đến cái những cái phẩm trật là tiếp sau đó. Và vì vậy hôm nay chúng ta được mời gọi trong một cái bữa tiệc Chúa Giêsu đã thiết lập. Chúa đã làm một cái hành vi tuyệt vời để nói lên chính Chúa cũng sẽ làm cái hành vi đó, là Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Và không phải chỉ cúi xuống rửa chân cho môn đệ, mà Chúa Giêsu còn sẵn sàng đổ máu ra để mà rửa chân cho tất cả đứa, cả cái con người của chúng ta nữa, bằng máu thánh của người, bằng sự hiến tế chính mình người. Vì vậy chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết sống cái đời sống hy tế của mình, trong đời sống vợ chồng, trong đời sống hy sinh hàng ngày của chúng ta, trong đời sống mà làm chứng cho Chúa, và đặc biệt là qua đời sống bác ái, chúng ta làm cái việc mà Chúa Giêsu đã làm, và sẵn sàng bỏ ra để mà yêu thương giúp đỡ anh chị em của mình, sẵn sàng hạ mình khiêm nhường để không có kết án anh chị em của mình, không có nói xấu anh chị em của mình, hoặc là chúng ta không làm bất cứ một cái điều gì để trả thù người khác. Bởi vì đó là điều mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta trong cái bữa tiệc ly này. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em, vì không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã sẵn sàng hiến thí mạng sống cho người bạn hữu của mình. Và anh chị em là bạn hữu của Thầy. Amen.